Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Hustler Casino, Los Angeles. Quý vị đang tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự Thế giới qua phần trình bày của anh Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Thưa quý vị, tình hình thế giới ngày hôm nay thì vừa cho biết là tại Hồng Kông, sự mất tích đầy bí ẩn của một tỷ phú đang gây hoang mang trong dư luận, thưa quý vị. Và đây là hình ảnh của người tỷ phú này. Ông có tên là Tiêu Kiến Hoa, năm nay 46 tuổi. Ông là người thành lập ra cái tập đoàn khá là nổi tiếng ở Trung Quốc tên là Tomorrow Group. Thì ông này từ 2 năm trước khi mà sinh sống ở Hồng Kông, được sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc đại lục. Thế nhưng vào năm 2014 thì ông đã chuyển sang sinh sống ở Hồng Kông và ông cũng có quốc tịch Canada. Thứ 6 tuần trước thì ông và vợ đang ở trong căn apartment tại khách sạn sang trọng Four Seasons, nhưng sau đó vợ của ông Tiêu đã báo cảnh sát Hồng Kông cho biết là chồng bà bị mất tích. Thế nhưng chỉ một ngày sau, tức là vào ngày thứ 7, thì gia đình của ông Tiêu lại gọi cho cảnh sát và nói là họ muốn bãi bỏ việc báo án. Thì tờ Minh Trinh News là một cái trang web đặt tại New York nhưng chuyên viết những cái bài về chính trị ở Trung Quốc cho biết rằng tài khoản WeChat của công ty Tomorrow Group trong vòng vài ngày đã xuất hiện những cái tin nhắn được cho là do ông Tiêu viết ra và nói rằng ông đang đi nghỉ dưỡng tại Trung Quốc, mọi chuyện vẫn ổn, công ty này vẫn hoạt động bình thường. Nhưng cái điều đáng ngạc nhiên là sau đó những cái tin nhắn này lại bị xóa bỏ và cái website của Tomorrow Group hiện nay không thể nào truy cập vào được. Và điều kỳ lạ vẫn chưa dừng lại ở đó, khi mà vào sáng thứ tư, tờ Minh Pao Weekly ở Hồng Kông có ai đó đã mua cái trang nhất và đăng một cái tin nhắn cho biết là ông Tiêu là một người Hoa Kiều yêu nước và sẽ luôn trung thành với đảng. Và hiện nay ông đang đi chữa bệnh tại Trung Quốc đại lục và ông sẽ sớm quay lại gặp gỡ truyền thông khi mà chữa khỏi bệnh. Tờ báo Minh Pao họ không cho biết là ai đã đăng bài viết này, nhưng mà họ tiết lộ là giá của một cái trang nhất như vậy là 36.500 Mỹ Kim để mà đăng một cái bài báo. Được biết là ông Tiêu từng có mối quan hệ vô cùng thân thiết với một vài gia đình nằm trong bộ máy chính quyền cộng sản của Trung Quốc. Đó là lý do đó. Và vâng, thưa quý vị, và cho đến năm 2014 khi mà ông đột nhiên chuyển qua Hồng Kông để sinh sống, ngay sau khi mà ông Tập Cận Bình mở một cái chiến dịch bài trừ tham nhũng. Yep, đá hổ diệt ruồi, con ruồi cũng phải bị phanh phui, và cái chiến dịch vẫn đang tiếp diễn và người ta tin rằng họ muốn thẩm vấn ông này để tìm hiểu xem các mối quan hệ làm ăn của ông trong thời gian qua và có hối lộ cho các viên chức thân cận dưới chế độ của Tập Cận Bình hay không, thưa quý khán thính giả. Liên quan đến sắc lệnh ngăn cấm những người đến từ 7 quốc gia Hồi giáo, trong đó có Iraq, và các hồ sơ tị nạn ngừng trẻ lại trong suốt 120 ngày sắp tới, thì có nhiều trường hợp vô cùng oái oăm, và trong số này mọi người đang kêu gọi là ông Trump hãy đặt ra một trường hợp biệt lệ. Đó là một người phụ nữ hiện nay nằm trong danh sách bị truy nã ghê gớm nhất của ISIS và kẻ thù của ISIS. Đó là bà Vian Dakhil, một phụ nữ gốc Iraq và một người được xem là một luật gia và nhà tranh đấu nổi tiếng trên thế giới, mà đòi quyền lợi cho những trẻ em người Yazidi. Người Yazidi là người Iraq nhưng mà không theo giáo phái Hồi giáo của bọn Sunni ISIS. Vì thế những người Yazidi đã bị tiêu diệt dữ dội luôn
trong các cuộc chiến dịch mà chiếm lấy các lãnh thổ ở Iraq. Và trong suốt thời gian qua, người luật sư Vianda Khiu này đã tìm kiếm những cái luật lệ nhằm bảo vệ những trẻ em người Yazidi. Và 2016, tổ chức Lantos là giải trao nhân quyền cao quý nhất trên thế giới này đã quyết định trao giải Lantos cho bà Vianda Khiu. Thế nhưng thưa quý vị, tuần tới là lẽ ra phiên họp sẽ được đưa ra và lễ trao giải sẽ được thực hiện tại thủ đô Washington. Thì sắc lệnh cấm du lịch và di chuyển và kể cả tị nạn của ông Trump đưa ra, bà Vianda Khiu đã xin được visa vào Mỹ nhưng mà cầm cái sổ thông hành là người Iraq. Vâng. Và vì thế hôm nay bà bày tỏ quan ngại là bà nghĩ chắc có thể không đến để nhận được giải thưởng. Nhiều người đó, trước đây, đây không phải là trường hợp hiếm, bởi vì có nhiều người đã được trao những cái giải thưởng nhưng bởi vì cái công cuộc đấu tranh của họ, họ không muốn rời bỏ đất nước, như trường hợp của bác sĩ Nguyễn Đan Quế ở Việt Nam. Thì trường hợp của bà Vianda Khiu, hôm nay bà nói, tôi có visa rồi, nhưng mà tôi không biết được khi mà ra đến phi trường đó, có thể là máy bay sẽ cho bà bay ra khỏi Iraq để đến Mỹ, nhưng mà tới phi trường Mỹ đó, thì bà lại bị buộc phải lên máy bay trở về. Đây là một trường hợp vô cùng đáng tiếc. Và họ nói rằng là cái điều mà vô lý của sắc lệnh của ông Trump đưa ra đó là bất kể bất cứ ai là gốc người Iraq, Iran, Syria, Jordan, Yemen nằm trong số 7 quốc gia đó bị cấm, Somalia nữa, thì đừng nghĩ tới chuyện mà bay vào nước Mỹ vào thời điểm này. Trong một cuộc thăm dò mới nhất, thưa quý vị, họ nói rằng có 1/3 người Mỹ, và là những người đã từng ủng hộ cho ông Trump thôi, tức là thiểu số, chỉ có 1/3 thôi. Vâng. Họ cảm thấy an toàn hơn với sắc lệnh của ông Trump. Chứ không phải đa số nha. Nhiều ông Trump thì nói sắc lệnh này sẽ mang lại sự an toàn hơn cho người Mỹ. Vâng. Nhưng mà chỉ có 1/3 những người là đồng ý với ông thôi. 2/3 còn lại thì chống đối. Bởi vì họ nói cái sắc lệnh này nó vô lý và nó cũng chẳng làm giảm được cái mối an nguy nhắm vào nước Mỹ. Các nhà chuyên gia trong Bộ Nội an và cơ quan tình báo họ nói cũng thế. Khi mà sắc lệnh đưa ra thì ngay lập tức ISIS sẽ lợi dụng sắc lệnh này để chiêu dụ các binh sĩ tiếp tục chiến đấu, thánh chiến cho bọn chúng. Và vì thế tạo ra nhiều mối nguy hiểm hơn cho nước Mỹ thay vì an toàn. Và họ nói thêm nữa đó, những người mà trong số 7 quốc gia mà ông Trump ngăn cấm đó, chưa hề có ai đã từng thực hiện các vụ khủng bố tấn công vào nước Mỹ. Đặc biệt như thế đó. Mà đa số những vụ tấn công trong thời gian qua đó không phải là những người đến từ Iran, Iraq, mà là người ngay trong nước Mỹ này, những người sống ở Mỹ này. Chẳng hạn như là cái vụ mới ở San Bernardino đó, là do một người từ Pakistan. Rồi các quốc gia Hồi giáo như là Bangladesh thì sao? Thì lại không thấy đề cập trong cái danh sách này. Cho nên nhiều người họ nói cái lệnh sắc lệnh của ông Trump đó là mang tính kỳ thị chủng tộc và tôn giáo nhiều hơn là mang cái tính cách là an ninh bảo vệ cho nước Mỹ. Vâng, thưa quý vị, bà Marie Le Pen là người đứng đầu của đảng cánh hữu Mặt trận Quốc gia, gọi tắt là FN, ở Pháp vào ngày hôm qua đã vừa tuyên bố là bà sẽ không trả lại cái số tiền 321.000 Mỹ Kim mà bà bị cáo buộc là tiêu xài không đúng mực cũng như là gian lận ngân quỹ. Thì Nghị viện châu Âu, gọi tắt là EP, từ hôm 15 tháng 12 đã mở một cái đợt điều tra nhắm vào các hành vi được cho là sai trái của bà Le Pen. Bà này bị nghi ngờ đã vi phạm các quy định của EP trong việc sử dụng ngân sách của Hội đồng châu Âu để trả lương cho hai phụ tá của bà nhằm thực hiện những cái công việc nhưng mà không thuộc phạm vi của EP trong giai đoạn 6 năm trời. Và trong đó nổi trội là số tiền được cho là trả lương cho bà Catherine Grisset, là người điều hành nội các và cũng là người bạn thân của bà Le Pen. Số tiền lương được trả cho bà Grisset vì
những công việc bà này làm tại Bỉ và Đức, nhưng mà các nhà điều tra phát hiện là bà này không hề đi đến hai quốc gia đó làm việc, mà suốt thời gian qua bà ở lại Paris. Thì trong khi đó, bà Le Pen nói với tờ Reuters ngày hôm qua, bà là một nạn nhân của một hành động trả thù mang cái động cơ chính trị. Và thưa quý vị, Nghị viện châu Âu đã cho bà Le Pen đến 12 giờ khuya ngày hôm qua, tức là đã quá 8 tiếng để mà hoàn trả số tiền này. Và nếu như không trả thì EP có thể giữ lại một nửa tiền lương và các khoản tiền trợ cấp của bà, được biết là có thể lên đến con số gần 11.000 euro mỗi tháng. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bạn tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.